chị và các bạn đồng nghiệp cùng toàn thể quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vở chèo Hết Quan Hoàn Dân, tác giả kịch bản Bùi Vũ Minh, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trương Hải Thọ, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Đào Tấn Hải, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Thanh Lan, thiết kế mỹ thuật Quang Bùi, thực hiện trang trí Đăng Khoa, thể hiện trang phục Đức Năng, hướng dẫn hát truyền thống nghệ sĩ nhân dân Đoàn Thanh Bình, âm thanh Sĩ Chuẩn, ánh sáng Phạm Tịnh, chỉ huy dàn nhạc Công Nghiệp, chỉ huy lên diễn Đức Đạt, chỉ đạo nghệ thuật phó giám đốc điều hành Nguyễn Công Trứ. Vở diễn Hết Quan Hoàn Dân xin phép được bắt đầu. Thank you.
từ ngày làm quan tổng trấn, ta sống chiều tận tụy việc quan, cũng đôi khi kiếm lợi lộc riêng thân, bòn giúp tính để ngân không. So với các quan thì tay này sạch quá, vậy mà triều đình lại bái chức của ta. Nhờ bòn chút tí tị tị tị, cái tí tị 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 của quan mà dâm cả tổng cả trấn, ăn đến ba đời chẳng hết. Mà hầu đã nói rồi thì lẽ ra ấm ấm chân chặt thì thôi, cái đằng này thì quan xơi cả cặn thì xơi cả mồ hôi nước mắt của dân để dâm đen muôn phần khổ cực, cho nên bây giờ quan bị nhục cái quản kêu khoan gì nữa. Làm gì đến nỗi thế, hầu cứ nói quá đây rồi cái đám dân đen nó giận nó khinh, làm quan đâu thể làm quan mãi được. Mà này, dạ, bảo đây, việc ông bị bãi chức quan tổng trấn trong bộ, việc đại sự chỉ mình mày biết, nhớ là phải im như thóc, ngay đến cả vợ con ông cũng không được hé răng nó trở. Trời ơi, giấu với chả diếp, cái kim trong bọc lâu ngày là cũng phải lòi ra. Bao giờ nó lòi thì hay hay. Mà lạ thật, chức quan tổng trấn ta nghĩ là ta làm cho đến chết, vậy mà bỗng dưng ghế lại gây cả. Quan ơi, quan nhất thời, dân vạn đại, mà quan quên mất luật nhân quả. Gieo mạ thì gặt lúa, mà gieo gió thì gặt bão. Chuyện thường tình kim cỏ vẫn thế. Ê, có gì đâu mà quan cứ dần dĩ nhị non. Do khôn đi cái thần quan thật khổ, ý cái thần quan này không như chúng tôi từng ngày mang tội gia đến ngày nay, anh không như quan chúng cao làm ra. Sắp chết, hầu lại cứ cười cợt, thế là cỡ làm sao? Đâu rồi, đâu rồi? Hầu lại im lặng thì nào có đáng thế mà. Bảo ra đi, mày vào trong đi. Đi vào. Mày ông quên à? À, bọn tôi quên cái gì? Hôm nay là ngày đàn trai sắp nạp lễ vu huynh. Tôi tưởng ông từ dinh tổng trấn để về lo liệu ngoài kia thì vừng hồng rực rỡ, nội dinh sao cứ lặng im, còn ông thì thôi thì sao, áo quần sọc sạch, mặt mày ngơ ngác, đầu tóc phơ phạc, mắt nhìn lấm lét, mất cả tí mắt của đấng vương quan. Mà này, ông vừa thì thào với ai mà như muốn bạc giảm à? Đâu, làm gì có ai? Làm gì có ai? À, mà bà này, tôi đang sợ đấy bà. Ông sợ cái gì? Tôi vừa nằm mơ. Xưa dày trời đất quý thần ông còn chẳng sợ, sao bây giờ lại sợ giấc mơ? Hơn nữa, nhà mình với nhà quan thượng thư sắp tới là thông gia, dễ ông là chi huyệt. Còn cái việc gì mà ông cứ phải sợ quan? Này bà ơi, đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy bà đến bến gọi hồn vía tôi đi bà. Thôi, thế thì nguy, nhưng ông chớ có vội đi, ông phải ở lại cùng tôi để lo nhiều thứ. Trước là phải lo cho con gái em về ấm chỗ, rồi còn phải lo ruộng vườn nhà cửa châu báu ngọc ngà cho tôi. Ruộng vườn nhà cửa châu báu ngọc ngà, bà còn thiếu thứ gì? Bà tôi còn đang khổ vì nó đây. Thì ông, sao hôm nay ông lại cứ rèn di nỉ non như vậy? Ông thấy đấy, nhà có mỗi một con gái, nay nó lại sắp đi lấy chồng.
đã chẳng lo chu cấp cho con, ông lại đòi tìm đường về cõi. Chỗ nhân gian yếu già tôi ở lại, ông vui chơi miền thượng mấy bên trong. Lúc ấy thì ông ơi đợi. Chết. Mà bà này, tôi còn đang giấu một chung vàng này. Ấy, chung vàng hay giấu đâu? Giờ không tìm thấy, thế nó mới đau chứ lệ. Ôi trời ơi, mình cố nhớ xem cái chung vàng mình giấu ở đâu. Mình trả ở với tôi đến lúc đầu bạc răng răng thì cũng đừng để tôi thì về già phải chịu phần tục phân. Tôi đùa bà như thế thôi. Chứ lương tổng trấn triều đình cấp xuống tháng mấy chục quan bà biết tổng còn gì. Bạc vàng kia giấu giếm làm chi, nếu có phải ra đi thì tôi chỉ tiếc. Ông tiếc cái gì? Bà còn ngượng sắc quá, mắt liếc là tựa giao câu. Ngoài cứ tuần gì mà cứ như gái đơn nguyên hoa tươi thế. Sau này ai cưới thì ông khỏi lo. Tôi đây sẽ cất dìm thương nhắc nhớ. Tôi sẽ lấy lớp sọc lửa để lòng tôi chỉ nhớ đến ông như bông hoa khô thật đáy lòng. Thế là được chứ. Ấy bà đừng có buồn, hoa tươi chớ buồn. Em không. À mà vừa rồi tôi nằm mơ thấy mình đến bến gọi hồn, nhưng rồi tôi lại tiếp tục mơ tiếp. Chốn dương gian tôi tìm được đường trở lại, trước là lo hôn sự cho con, sau ấy là mà thôi, bà vào trong chuẩn bị cho mau. Thế còn ông? Tôi thì sao? Tôi chẳng hiểu sống nay ông làm sao mà cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Mà này, cái bộ phẩm phục triều đình của ông đâu? Sao ông không mặc vào cho tác phần quay về để họ hàng nhà trai họ nhìn vào họ nể? Chả lẽ áo gấm vua ban ông lại để đi đêm? Hầu đâu? Dạ. Ra ngoài này bảo. Dạ. Vào trong nhà lấy cho bộ phẩm phục của triều đình ra đây để ông diện vào tiếp đãi họ nhà trai cho thêm phần sang trọng. Lão gia lại ngủ mơ à? Bộ phẩm phụ của quan đã bị triều đình chuốt bỏ một chút. À nay ở Tư gia chỉ còn bộ vàng bào của ông vua Càng Ca cả. Vua nhà Mạc à? Bây giờ được mặc vào trong. Trời đất ơi, thế này mà bảo là vua nhà Mạc à? Có mà vua Càng Ca, vua Càng mà hồi này tôi được rồi, mày cứ cất nó đi cho ông. Dạ. Có thể sau này ông lại cần đến nó. Dạ. Bà này, bộ phẩm phục vua ban là tôi để trong dinh cấm mà. Sau này áo tù hay áo quan thì cũng như nhau cả. Quay phong mà lạc quái gì. Quan Chí Huyện tới. Ôi trời ơi, mình ơi, con rể mình nó đến đây. Ừ. Họ hàng nhà trai đã sang đón đâu. Sang đón đâu? Sang sang hoàng nhà cửa để họ hàng nhà trai vào rất lễ mừng. Thank you.
thì Kim Nay Hầu mới thấy đám rước trâu chỉ toàn thấy giáo mấy gương. Úi dồi ôi, trời ơi, trời ơi, một thằng ôm giáo đã làm cho con gái người ta hết hồn, nay có 4-5 thằng có mà đâm con gái người ta xoài chuột à? Ôi, sao hôm nay là ngày đón dâu, cớ làm sao có mỗi mình chú rể, họ hàng nhà trai đâu cả, sao không thấy lợn soi cao trầu làm lễ vui? Bản quan không đến đón dâu, mà theo lệnh triều đình đến nhà họ Lâm tra xét. Mày đâu? Đưa nhạc mẫu tương lai của ta ra ngoài để bản quan hành sự. Ôi trời ơi, thế này là cái gì? Lính, giúp nhạc phụ của ta. Quỳ. Mà thưa với ta rằng trình nhạc phụ đại nhân hoặc là bấm với con lớn thương cấp đằng này lại ngang tàn phách lối bố xưa. Tội Tây Đình còn ăn nói sằng bậy, Tống Tư biết rằng trọng tội đáng mêu đầu, nay triều đình khoan dung nên tạm mãi chức, đòi bộ hình tra xét rồi mới xử sau. Ông biết điều thì hãy mau mau thành khẩn khai ra hết những tội đã gây. Cái quả đang ở trên lưng voi bỗng tuột xuống dưới bụng chó, để trong một lũ dầu đổ bình nào. Cái quả sao ngày trước ông nghênh ngang bạo ngược, đến bây giờ lại than vãn nỉ non thế? Ông từ tầm chấn ơi, lần này ông chết thật thôi, thế là số ông mạt vận lúc làm quan ăn quá bẩn. Ông thật mơ khổ cái tận coi như đã hết. Tiếc, tiếc quá, công danh đang lên như diều gặp gió, ấy vậy mà ngã ngựa ngựa chừng. Tiếc, tiếc quá. Đúng rồi, trở mặt như trở bàn tay. Ông nói cái gì? À, có nói gì đâu, có chú mèo con định vào ăn vô. Đi ra đi, ở đây không có gì đâu. Còn bà độc chết người đấy, bà phù hoa danh lợi cõi đời, độc địa lắm, ăn vào là chết. Chết là khổ đấy mèo con à. Ông nghe đây, nếu ông muốn được lực xét của triều đình thì tài sản bất minh, hãy mau sao rồi. Làm gì có mà nổi, ăn được bao nhiêu đâu mà nổi. Mà chẳng phải quan thượng thư trả lại cha đẻ ra ngài chi huyện, chẳng nghe không vì tình yêu mà giơ tay giúp đỡ. Luật pháp bất vị thân, ông làm quan chắc là đã rõ. Đúng, luật pháp bất vị thân, thế nhưng mà luật pháp này không mất vị tiền. Tiền có thể thắng nhân tâm phẩm dạ,
Thôi thì quan huyện cứ lo lót giúp, để nhân tôi xin có một chút quả ngọt. Sinh mạng của ông, rồi công danh địa vị, chỉ đáng giá có từng này vàng thôi sao? Ông lạc quan để cho chúng dân căm ghét, vơ vét của dân từ dễ rách đến chổi cùi. Vừa rồi mưa lớn nước dâng, triều đình đã cấp tiền đắp đê phòng hộ. Số tiền đó ông đưa vào túi hết, để cho đê vỡ tan hoang, chúng dân mất nhà cửa ruộng vườn, bao sinh mạng chết chìm đáy nước. Kẻ làm quan thất đức như ông có đáng tội bao đầu. Quan huyện biết rồi đấy, đâu phải mình tôi nuốt trọn con đê ấy. Con đê ấy tôi chỉ được đoạn đầu, có quan xây đoạn giữa, quan thì lại xây phần dưới eo. Im ngay, nói những lời điên dại, hãy hồi tâm cai báo thực tình. Trình quan tri huyện, tôi tỉnh ra rồi, tôi không điên nữa. Tôi xin thưa với quan huyện những lời gan ruột, tôi nay là kẻ thất cơ lỡ vận, không biết trông ai mà cũng chẳng biết cậy vào ai. Nhờ quan huyện về thưa lại với quan thượng thư cha ngài, hãy giơ cao đánh khẽ, cho bỉ nhân này được trông thấy mặt trời mỗi sáng. Quan huyện ơi, quyền đã ai đã hết đi rồi, chót mài mà mang tội đi chúng tại đời không nghĩ thương đi. Hầu đâu? Dạ. Mang cái hòm ông đã chuẩn bị sẵn ra đây. Dạ. Mất quan lớn trên đầu.
dạ bẩm ông, sao phải đút lót nhiều vàng thế? Bỏ đi còn xong, để con huyện ngài sơi cho đỡ nhiều. Ra! Ấy à, để quan huyện tự bê thì e chừng kiếm lễ, mà việc này lại quá sức đối với vị nhân. Các chú lính, nhờ các chú giúp lão tay hả? Và giờ mới quan tri huyện rải đường lo lót, miễn sao bị nhân thoát được tội chết mà phục hồi chức cũ thì càng hay ạ. Khó, khó đấy. Ông đã từng làm cái chức tổng trấn thì ông rõ giá của việc mua quan bán chức, giá của việc lo chạy tội tày đình. Tống thủ bạc bạc vàng muôn, yết chẳng thể lo xong đại sự. Ông cứ về thưa lại với quan lớn thượng thư, cần bao nhiêu bế nhân lo đủ. Thôi được, bản quan sẽ cứu, thành sự sẽ nói sau. Còn việc nhỏ nữa. Còn việc gì nữa? Việc giữa ngài với con gái tôi, lẽ ra hôm nay phải là ngày hôn sự. Không, cha, chuyện của cha Quỳnh Hương con đã rõ, nhưng con sẽ không lấy quan dương chữ huyền này đâu. Quỳnh Hương, cha cũng bởi vì cha mẹ đã đâu con đành ngồi đó, nhưng giữa con với họ không nỡ chẳng dễ. Ta sẽ cưới nàng làm
chỉ luyện, mời ông ra khỏi nhà tôi. Hồ Sược, dám chống lại nhà chức trách sao? Mày đâu? Lệnh ta mang chiếc rương này về. Trả lại rương vàng cho tôi, trả lại rương vàng cho tôi, trả lại rương vàng cho tôi, trả lại rương vàng cho tôi. Bản quan mang chiếc rương này về huyện giữ hộ mấy hôm, cứ coi như là của hồi môn của nàng Quỳnh Hương, khi được về cùng chi huyện. Mày đâu? Mang chiếc rương về. Trả lại rương vàng cho tôi, trả lại rương vàng cho tôi. Thank you.
mẹ bá cả người ra. To lắm. Thì có bị phanh tay sẽ ra không?
À, cái tội tham nhũng này ấy thì phải bị là voi dày ngựa xiếc. Mảnh vải xanh trắng và quấn cho con đấy này. Ái chà chà, chắc là hợp với công sai mẹ lắm đấy.
Để bây giờ này mọi người đưa mẹ về đây hả? Con nào? Mình không lăng nhăng mà sao không còn với người ta hả? Trời ơi, đây không phải là của tôi. Thôi được rồi, thế thì con của ai hả? Đây là con của quán tổng chất. Sao mới to thế? Được. Con muốn nhà ta kỳ này hư quá. Đi làm xa lại có cả vợ bé con đây. Ôi ơi, bỏ bệnh ra thì chết. Mà này mấy người, không hiểu tại sao kỳ quan nhà ta hư quá. Nhiều đủ cái hư tật xấu ở trên đó. Nhưng còn đứa bé này nên tính làm sao? Nói giật ta thì không mà không bảo kêu thân bóp cho chết. Mày ơi, vào đấy tôi bảo. Vào đi. Hay là sao? Hay là mình, hay là vợ chồng mình nuôi lấy đứa bé. Rồi, ông chẳng hiểu cái gì cả. Nó cũng chả con mình mới để đấy mình nào. Rồi ơi, tôi đã bảo là ông không hiểu cái gì cả. Trong nửa vất vả, từ lúc ấm ngửa đến lúc lấm chậm biết đi là cả một kỳ công với ông ạ. Ôi trời ơi, rõ là khổ. Đúng lúc sinh ra thì cái ông bố này thì mất chức, thế mới đau. Bây giờ mình ơi, hay là gì? Mình cứ cho nó bú chứ. Mình ơi, sữa của mình đầy ấm áp. Mọi khi thằng cu như mình nó bú xong lại đến lượt tôi bú chứ. Để cho mình đỡ căng cơn tức thì còn gì. Đây này, bố đây. Ta đến đâu đây? Lối ra ngoài ngõ ở chỗ nào nhỉ? Sao đầu óc ta lại tối tăm mù mịt? Ta nhớ ra rồi. Ta đi ta đi tìm tìm chức quan xưa. Mà ta tìm lối đi ra ngoài ngõ. Ra ngõ mà làm gì ạ? Ra ngõ sang triều đình có cho người về đón. Ta lại làm quan tổng trấn. Quan ơi, quan lại ngủ mơ à? Mà không phải, ta ra ngõ tìm xem vợ con ta nó bỏ đi đâu. Đứa trẻ nó khóc đây. Dạ. Xem nào. Dạ. À, con trai à? Dạ. Trông xinh đáng để nhỉ? Dạ. Mà ra như ta cũng có một con trai để nối dài dòng họ. Để tâm miếu tổ tiên ta không bị bỏ qua. Ta chết đi ai sẽ là người hương khói. Ta chết đi ai sẽ là người hương khói.
Thương cho quan quá, quan ơi. Ơi ơi, quan ơi, đời quan đến nỗi này rồi. Trước thời vinh hiền này chết thế. Quan bây giờ sống khổ còn hơn là chết đấy. Ta cũng đang muốn chết đây. Nhưng sao? Ta mà chết bây giờ thì tiếng xấu ngàn đời không rửa sạch, là bụi bẩn lên thanh danh dòng họ nhà ta. Hầu ơi, chỉ có Hầu là người có nghĩa có nhân, không bỏ ta trong lúc nguy nan. Hầu cầm cái gói tiền này, vợ con Hầu đỡ khổ. Dạ không. Cầm lấy. Đa tạ lão gia. Lão gia vẫn là người có tình có nghĩa. Lúc thất cơ lỡ vận vẫn còn nghĩ đến kẻ Hầu ạ. Nhưng mà Hầu ơi, bây giờ ta hận, ta cay. Đang đường là một quan tổng trấn quyền uy, đúng một cái công danh như thể hòn chỉ, sự bạch nhật thanh thiên ao sâu ném xuống. Nên ta cay, ta thua cả dân đen. Ta muốn gào lên cho trời dòng quay cuồng, muốn thét lên cho đất trời điên đảo. Quan ơi, quan mà gào lên bây giờ cả tổng cả trấn họ biết thì cái mặt quan thì còn ra cái mặt gì? Mặt xa cỏ, ta cứ muốn gào lên, cứ muốn thét lên. Quan ơi, vậy thì từ từ Hầu đã có cách. Hầu sẽ đào một cái lỗ, quan lớn ghé miệng mà giận hờn thích núi nhường quan, cái lỗ đen tha hồ quan thả. Phải rồi Hầu, đào đi. Đào nhá. Đào một cái lỗ cho bỏ nỗi sầu, bỏ hết buồn cơn đắng cay chua chát. Ta quan tổng trấn bỗng phải về vườn, danh lợi bạc tiền cũng chui xuống lỗ. Xong rồi đấy. Quan lớn xem có khớp cái mồm không? Đào rộng ra chút nữa, ta muốn xả thật nhiều cho hả. Đào ba chát nữa nhá. Đào đi. Lỗ này lỗ nghiệt, lỗ này lỗ ngoan, tình nghĩa héo tàn cũng vì quan lớn. Xong rồi đấy. Thôi được rồi, tránh ra một bên à, để cho ta chút hận. Chút đi. Hỡi đất ơi, còn đâu những tháng ngày oai quyền dạng dỡ, còn đâu những tháng ngày lên xe xuống ngựa, còn đâu những tháng ngày ta hết ta lừa. Thiên hạ nghe tin ta thét phải run sợ cúi đầu.
Vì đâu đến ông nói này này ta lên thác xuống gành đau thay, vì đâu nên nói chua cay đường quán ta mất tiếng thầy phần. Là tôi nhờ quan tri huyện lên kinh chạy thầy chạy thuốc chữa cho tôi khỏi bệnh. Bệnh? Ông thì bị bệnh gì? Ông bị bệnh điên thì có. Có bà điên thì có. Có bà điên thì có. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông, cứ như là cháy nhà không bằng. Cứ như là nhà cháy. Cháy nhà. Cháy nhà. Này ta cho là biết này, giá nhân, giá nhân không? À, bà tôi gọi con ạ. Ông nhà đã bị điên, dám mông xuống chuồng trâu cho mau tỉnh lại. Dạ, sao bỏ mà? Sao lại thế ạ? Không sao răng gì cả. Chúng mày có nghe lệnh bà không? Thank you.
này. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Sao lại chúng ta vào chuồng trâu? Sao lại chúng ta vào chuồng trâu? Sao không cho ta ăn ta uống? Ta là quan tổng trấn. Ta là quan tổng trấn. Cháu uống. Không cần triều đình phải đến bắt, mà chính vợ ta đã xiềng xích ta. Mà lạ thật, nó lại nốt ta vào chuồng trâu. Dưới nền đất là cả một kho châu báu. Đây, cái nắp hầm ta đang đặt dưới chân đây. Không nghe nào, ta chết trên kho báu của mình. Rời cõi tàn, tay nắm chặt vàng. Ai? Ai? Hầu đấy. Hầu ưa. Ta có còn mang lấy bẩm lộc gì nữa đâu. Sao hầu không bỏ ta mà đi nơi khác? Thì mới biết, chỉ khi giữ hai đường sống chết, mới biết rằng ai nghĩa ai nhân. Vợ ta này nó đã phản chồng. Chị Hồng là người có chung có thủy. Thôi, lúc này ông đừng rông dài chi nữa. Ông không thấy đói khát sao? Có, ta đói lắm, ta khát lắm. Hồng, có gì cho ăn không? Có, thì trèo ra ngoài này. Không trèo được. Không trèo được thì chui. Nhưng mà cũng không chui được. Trời ơi, hầu tưởng ông leo trèo luồn cúi đã quen. Không thế thì làm sao mà ông leo lên được cái ghế tổng trấn nhất phương. Để ông rút ông mồm, ông hành dân đủ kiểu. Ơi ông quan tổng trấn nhà tôi mà. Tôi ơi, bao năm ông rút ông. Ông chỉ tham lam ăn của đút. Để bây giờ vợ đốt chuồng trâu chứa trang cao lệ. Mâm son, mâm son y lúc xưa. Xa xót lòng ông. Hầu ơi, hầu có gì ăn được thì bỏ ra đây. Nhanh lên, hầu ăn với hầu. Đây. Hầu đã chuẩn bị cơm nắm với muối vừng đây. Không có thịt cá gì đâu. Ôi giời ơi, đã bị vợ nhốt chuồng trâu, có đi ăn là tốt rồi. Còn hơn ngày xưa, ông bắt tù nhân ăn cơm gạo mốc đấy. Ê, ăn từ từ thôi, kẻo là chết nghẹn đấy. Có ngon không đâu? Ngon, ngon hơn cao lương cái vị này trước ta đùng. Trời ơi, bây giờ bị nhốt chuồng trâu, thấy sướng chưa? Mình ơi, đi vào đi, mình ơi. Ôi dồi ôi, tôi không dám ra đâu, không dám đi đâu. Ông ơi, quan bà về, hầu quân phải lánh mặt thôi. Ôi giời ơi, thôi. Này, nàng ơi,
mọi khi nàng vẫn hẹn ta ở phòng riêng chăn ấm đẹp êm, nhưng sao hôm nay trời rất căm căm thế này, nàng cũng ra ra ngoài này để làm gì? Thôi, ta dù nó ta sợ tôi về. Mình sợ cái gì? Giờ ôi sợ quan tổng trấn chứ còn sợ tổng trấn. Quan tổng trấn đã bị thiết ngục vào chuồng trăng, hắn còn quyền hành gì nữa đâu mà mình phải sợ. Thế nàng hôm nay đưa ta ra đây nên làm cái gì? Để em nói cho chàng nghe. Quan tổng trấn đã bị triều đình cách chức, nhưng hắn vẫn còn giấu bạc vàng châu báu rất nhiều. Em không biết lão giấu ở đâu. Bèn đổi cho lão thì cứ nốt lão vào chuồng trâu, để đêm nay bắt lão tham gia nơi cất giấu. Vậy lão còn vàng bạc nhiều đến thế cơ? Nhiều lắm mình ạ. Thế thì ta chẳng sợ, ta sẽ quyết xuống tay, tiền vàng giấu đâu là phải lòi. Đấy. Có vàng rồi, ta với nàng chung vương, hai ta cùng sẽ vun sớm quân chung. Ta đã cùng nàng chung chăn chung gối, nay chung buôn chung bán cho tơ tình nó bền chặt. Nàng ơi, góp vốn cùng nàng, góp vào vốn đã cùng nàng, tiền nàng góp vào vốn nơi nàng, buồn là nàng lãi to, buồn được nàng, vốn kiếp chẳng có. Mạch rừng cần tắt. Nàng nói đúng, ta cứ phải cảnh thật cái mồm, kẻo nay mai chồng nàng mua lại được một cái quan nha chức tổng trấn thì ta chết chẳng có chỗ chôn. Này chàng Đỗ ơi, để em nói cho chàng nghe, dù sau này chồng em cứ được làm quan thì em với chàng cũng đã bao bay xa chạy. Em sẽ theo chàng đến cùng trời cuối đất để đôi lòng vun đắp thủy chung. Này chàng ơi, em như áo lấp mưa rào, mà chàng như bát hương. Thank you.
ấy. Bây giờ chàng không được đi đâu. Chàng phải luôn luôn ở bên thành kia. Bây giờ ta mới tận mắt hai kẻ gian phu dâm phụ, đúng là loại chó mà. Họ đố kia ta tay áo nuôi ông, ta để cho người buôn lầu tự ý dóng thuyền, có ngờ đâu mi lại tàn tiêu với vợ ta, chó mà. Ta buôn lậu 10 chuyến, ông ăn mất chục lần. Tiền trao cháu múc bao năm, họ đốt ta cùng ông sòng phẳng. Không cần nhiều lời, lão già vàng bạc. Vàng bạc ông giấu ở đâu? Lúc bằng mặn nồng hương lửa, mù vẫn thường rót vào tai ta rằng chàng là ngọc ngà châu báu của em. Ngọc ngà châu báu của mù đây, ngọc ngà châu báu của mù đây, của mù đây, của mù đây, con à! Lão hãy đánh phần châu, phần thích thiên của thiên rồi. Chàng hãy tẩn cho lão một trận để bắt lão khai ra với cất số bạc vàng. Úi giời ơi, cái này, nhưng ta sợ lắm. Chàng ơi, 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 ch
Cứ cho nó đi đi. Thôi 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 thôi. Không cần phải đuổi theo bắt lại nữa. Có bắt lại cũng chẳng còn gì cho quan lớn dùng đâu. Thôi. Cháu tôi, những đời là bề khổ, sao lại chỉ mình ta? Cháu ông, con xin cha hãy bình tâm lại, rồi sẽ có ngày đi cứu tai nạn. Cha đừng đăng đơn quá mà tổn tâm hại sâu. Không được. Nhưng thế này thì nhục lắm. Vợ tần ấy nó đã phản chồng. Ơi trời cao, ơi trời cao, ơi đất dày. Ấy mấy con vợ tôi mà tôi ơi. Chứ vợ thầy vợ đi mà đi đâu rồi đi thay con. Hay là ông vui, điệu hát thì não nè, mà lời thì cứ như mở cờ ở trong bụng. Muốn bảo ta điên, ông có thấy ta điên không? Có, ông bị điên rất lâu rồi. Chỉ có người điên mới ăn bẩn, với rác mỏ cống và đút vào miệng, bất chấp mồ hôi nước mắt của dân. Ta là kẻ hết đáng mang tội. Một đời làm quan cho hai nước hai dân, chắc ta sẽ không thoát được tội chết. Bây giờ chỉ còn một cách, chỉ còn một cách là ta sẽ giải điên. Kể lão ra, triều đình sẽ không bắt tôi một kẻ giải điên mất trí. Kể lão ra. Cha ông, cha anh nghe con, cha anh đảm bảo bản châu báu đang đồng bào bất hộ của triều đình, hẳn cha sẽ được đức vô khoan thôi. Không được đâu con. Cha, ta đã làm nhiều điều thất đức. Ta đã biển thủ tiền của triều đình cấp xuống hộ đê. Ta chỉ cho đắp đê qua loa, che mắt thiên hạ. Để đê vỡ, dân chúng lâm cảnh khốn cùng. Bây giờ trời đất xuống tay trừng trị kẻ bất nhân. Trước sau ta cũng chết bởi luật hình. Ta thà chết trước cho bớt phần ô. Các con là những người thân nhất còn ở lại cạnh ta. Ta có việc này muốn nói với các con. Bao năm làm quan, ta mưu mô toan tính, mới kiếm được chút vàng đào hố chôn sâu, để mong chuyện đến đời sau sung sướng. Sứ hoàng bảo ta, ta giấu ở đây, hầu dạ, hãy giúp ta một tay. Thank you.
Này ta sẽ chia số vàng bạc này cho các con. Quỳnh Cư, vì lỗi của cha mà con không yên bề gia thất, cha sẽ chia cho con một nửa gia tài. Còn một nửa ta sẽ chia làm hai. Hầu một nửa lão già, lão già hương thôn này một nửa. Đa tạ lão già, nhưng vàng đó mà hầu con cũng chẳng cần nhiều vàng bạc như thế để làm gì. Với hầu chỉ cần đủ thôi. Với đời hầu không mắc nợ. Lão già hãy giữ lấy mà dùng. Hầu, cha ơi, số vàng này có thể làm sao mang lại cho con hạnh phúc? Quỳnh Cương con đây đã mất mẹ, con xin cha đừng bắt con thành kẻ mồ côi. Con xin cha đừng nghĩ quần đề rồi tìm cái chết xa một thời tâm nào. Tội lỗi nặng đến đâu cũng có thể tìm phương chuộc lại. Con xin cha ở lại với con chuộc tội với đời. Không được đâu con. Cha, xin tạ lỗi với tất cả. Xin tạ lỗi với tất cả. Muốn đâu về nào, hạ thân đắc tội, xin về hạ lương tử. Xin lấy cây chết kịch, thần xin lấy cái chết để báo ta hoàng ân. Lão già có nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ này không? Tiếng khóc của cha sẽ mặt khói lòng. Còn người khóc thì căn cớ gì đến ta? Lão già, đây không phải là con của vợ chồng hầu đâu, mà đây chính là con trai của lão già đó. Con trai ta, ta làm gì có con trai? Lão già còn nhớ Thị Thảo không? Thị Thảo, ta nhớ. Cô ca nương ở chốn lầu xanh, nàng với ta đã một thời mặn nồng hương lửa. Ta về mãi trước, nàng cũng sắp sinh con. Có lẽ nào trong hòa lại có phú không? Lão già đây chính là con của lão già đó. Là con trai của lão già đó. Con trai ta đây. Không rồi, lão già. Con trai ta đây ư? Quỳnh mẹ nó đâu? Nghe tin lão già bị bãi chức về rồi, Thị Thảo bỏ con rồi đi luôn. Cứ giống như bà lớn đi luôn với cái thằng cha các chú biết. Thế đời mới đau chứ này. Con trai ơi, cuộc đời con rồi sẽ gian nan vất vả. Con đã sớm trở thành một đứa trẻ mồ côi. Mẹ con đây bỏ đi rồi. Trả lại sống dậy nơi trần thế. Con trai ơi, con ở lại trên đời như thế thì khổ lắm. Ai sẽ là người chăm sóc cho con ơi? Thương con già xót lòng đau, nghĩ mà tôi vẫn nguồn cơn lệ trào. Giờ con sẽ ra sao? Thì cho bằng
Hôm nay đi cùng cha, ở dưới khói âm kia cha sẽ là người bên con mãi mãi. Cha sẽ là người chăm sóc cho con. Đi cùng cha, hỡi đứa con thơ dại, hãy đi cùng cha. Cha ơi, cha ơi, cha ơi. Đừng sát hại một sinh linh bé nhỏ. Nợ đời chưa trả xong, ông chưa thể chết được đâu. Khoan, xin bà con hãy bình tâm, đừng giết người, đừng cướp bóc, mà mắc vào luật pháp. Cái gì của dân sẽ phải trả cho dân. Xin bà con hãy nghe tôi, có nhiều cách bắt người này chuộc lỗi. Cách gì? Thưa bà con, thưa tất cả mọi người, rồi mọi người sẽ hiểu. Mọi người hãy tin tôi. Là bệnh hồi hộp kinh sợ, tất cả đều xuất phát ở tâm, tâm huyết hư hao dĩ nhiên sinh bệnh. Dạ thưa, sách vẫn nói tâm tĩnh thì thần an, mà thần an thì thể kiện, có phải vậy không công tử? Thì ra tiểu thư cũng là người ham đọc sách. Dạ thưa, từ nhỏ cha tôi vẫn dạy tôi nhiều điều hay trong kinh sách, nhưng có ngờ đâu từ khi ra làm quan cha tôi lại đổi tính thay tâm, làm nhiều điều khiến trời đất không dung. Cũng may có công tử xuất hiện kịp thời đã cứu giúp cha tôi lại tần tân chữa bệnh. Công tử ơi, mai dù biển ngang đông nhà trời xanh sung để kiếm giúp cha con tôi thoát vòng kiếp.
nan. Không, tôi chỉ là một người như tất cả mọi người. Tiểu thư ơi, có lẽ hoàng thiên sắp đặt nên đã cho tôi nay được gặp nàng. Không, tôi là kẻ xấu số đã bị người bỏ rơi. Vậy nàng có yêu người đó không? Không, phần nữ nhi chẳng mẹ đặt đâu còn ngồi đâu. Quỳnh thương tôi chưa dám đoái tới tình chung, chưa nghĩ cầu gì thắng duyên hồng. Trong đau xót tâu nhân tâm gọi thề, đắng lòng bao ngân lệ. Xin đừng nhắc tới chuyện xưa, không từ ông. Nên tránh được những điều tai ương xảy đến. Đà tạ Vũ tiên sinh. Nhưng giá như Vũ tiên sinh cứ để cho ta chết đi thì hơn. Biệt cha à, mà thôi chết rồi. Con trai ta, em ở đâu ạ à, con? Em nó đã được gia đình chú Hầu mưa lưng, lại được thì thầy trong một giấy nhà ngang. Như vậy thì tốt rồi. Thế còn số vàng bạc của ta, còn nơi vàng bạc của ta đâu? Vàng bạc của ta đâu? Hay là đám dân đen đã cướp hết cả rồi? Còn cha ơi, Vũ tiên sinh đã ngăn dân chúng kịp thời, số vàng bạc của cha đã được chàng cất giữ. Lúc này sao đầu óc ngài vẫn nghĩ đến tiền được nhỉ? Sao không nghĩ khác đi? Nghĩ khác? Tiên sinh bảo ta phải nghĩ gì? Nghĩ đến buổi sáng đẹp trời để cho lòng người thanh thản, nghe tiếng chim hót vang gọi bạn trong vườn cây thơm ngát hương hoa. Nhưng tiên sinh ơi, ta là người hiện đang mang tội. Ta có tội với đức vua, ta có tội với triều đình. Ta đã gây cho chúng dân bao điều oán hận. Cũng chỉ vì tối mắt về quyền quý, tối mắt về bạc vàng châu báu, ta thật không đáng sống ở đời. Ngài đã nói ra được những lời tâm huyết khiến kẻ học sinh chấn động tâm can. Tận đấy
thánh lòng ngài vẫn giữ được chữ nhân, thì mai hẳn ắt có phương chuộc tội. Hãy tin rằng còn một ngày sống là một ngày hạnh phúc. Hãy mở rộng trái tim để làm việc thiện lương, thì mai hẳn ắt có phương chuộc tội. Tiên sinh nói đúng, hãy mở rộng trái tim để làm việc thiện lương. Nhưng tiên sinh ơi, ta e rằng thời gian đối với ta bây giờ không còn nhiều nữa. Tiên sinh, ngài bóng sẽ chiều ta. Chỉ vì ta mà ngài làm ăn giả dối, việc cụ đề đã hóa phá đê, dân chết đói cởi mất mùa. Nay đang mùa khô hạn, đồng ruộng ngấm phèn chua. Những ngày tiếp theo, người làm nông ngại tiếp tục mất mùa, bao điểm cơ cực đã hiện ra trước mắt. Vậy theo ý tiên sinh, ta phải làm gì bây giờ? Ngài hãy bỏ tiền ra, gọi phụ lão nông phu, quay đê lẫn biển dẫn thủy nhập điện. Hãy mua gấp lương thảo cứu trợ người nước cỡ. Nếu làm được những điều như vậy thì hẳn là trời chẳng phụ công. Làm như tiên sinh là phạm vào luật vô phép nữa. Tội đã gây, nay lại nặng thay. Cha ơi, cha hãy nghe con, cha hãy đem tiền của về chiều nộp cơ. Tiểu thư nói vậy, tôi e chừng cứng nhắc. Ta cũng nên theo, lẽ quyền biến ở đời. Tài sản nộp về chiều qua nhiều cấp nhiều nơi, rồi may ra mới quay lại hộ đế chống lũ. Đến lúc đó, dân trong xứ quằn người trong đói khổ, liệu mấy ai còn sống với đời? Điều ta làm chỉ vì dân chúng, lẽ nào triều đình lại bắt ta thêm tội? Tiên sinh nói đúng, phải làm bằng được điều đó cho dân. Nhưng ta e rằng thời gian đối với ta bây giờ không còn nhiều nữa. Thập cấp chỉ huy, mọi người ơi, trời ơi, mọi người ơi, hãy chạy đi, ngoài kia đang xảy ra chuyện. Ôi, có chuyện gì thế? Lúc đấy còn hôn mê, sao bây giờ ông đi tỉnh như sáo? Ôi, nó có chuyện gì cơ? Trời ơi, còn chuyện gì nữa? Quân triều đình tiền hô hợp ủng, sứ quan trên đã đến đầu làng. Họ loan truyền bắt quan lớn chính là ông, giải về kinh để triều đình xử tội. Ôi, hay là bây giờ ông khỏe rồi, ông hãy trốn đi. Đầu cung là đất của vua, ta biết trốn đi đâu bây giờ? Ông hãy chui xuống dưới hầm vạn dưới đất, con sẽ phủ lên những bãi phân châu. Ta ở với phân châu đã lâu lắm rồi, bây giờ hầu bảo ta lại chui vào đây thì chịu làm sao nổi. Quan thượng thư bộ hình tới. Thank you.
mọi người quỳ nghe chiếu chỉ. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ban. Họ Lâm làm quan nhưng kháng lệnh triều đình, cậy thế dục quyền, áp bức dân lành của công tham lạm. Triều đình đã cho tra xét rõ ràng, nay bắt họ Lâm về bộ hình trị tội. Không thử, tội thần xin tuân chỉ. Người xuất thân từ con đường hoa bảng đã được triều đình phong làm quan tổng trấn, lẽ ra phải được chúng dân kính trọng thập phần, vậy mà nay phải gục đầu trước hai chữ tội nhân, thật là đáng hận. Ta với ông là bạn đồng môn, lẽ ra còn là thông gia với nhau, vậy mà bây giờ mọi điều đổ vỡ. Lẽ nào ông cứ quên câu nói của người xưa: tích thiện phủ thiện, tích ác phủ ác, tử tế tơ lương thiên địa bất tháp. Chỉ quan lớn, bị nhân là một người có tội, bị nhân đã làm hại con gái mình, bị nhân tình nhục với triều đình, tình nhục với chúng dân, một nỗi nhục ngàn đời không rửa sạch. Thưa bà con, tôi nợ bà con kiếp này không trả được. Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau xin được làm thân châu ngựa để trả nợ cho dân. Nay còn chút hơi tàn, tôi xin mang thân về triều đình chịu tội. Nào, xin hãy giải tôi đi. Hoát, ông chưa thể đi được. Nghe ta hỏi đây, mấy hôm trước ông đã dùng vàng bạc hối lộ quan huyện con trai của ta phải không? Dạ phải ạ. Và ông định nhờ nó hối lộ ta nữa chứ? Dạ đúng. Ta nói cho ông rõ, để khỏi bị nhơ danh, vàng bạc của ông đã nộp vào ngân khố của triều đình. Ông đọc đi, đọc đi kẻo trong lòng nghi kỵ. Bị nhân không dám. Bị nhân biết quan lớn là người thánh liêm chính trực, vậy mà ông còn định hối lộ ta. Còn con trai ta, Dương Chi Huyện, Dương Chi Huyện đã bị ta cách chức. Khi nó ra làm quan, ta đã đem nó về dưới quyền ông, tưởng rằng vì tình bằng hữu mà ông thay ta trông nom dạy bảo nó. Ai ngờ nó lại học cái tính xấu của ông, nó đã trở thành một tên tham quan vô lại. Bị nhân là người có muốn vàn tội lỗi với quan lớn. Người đâu? Dạ. Không có họ Lâm giải với chiều trị tội. Dạ. Quan, xin quan lớn khoan đã. Người là ai? Ngươi là ai mà dám can thiệp vào công việc của ta? Dạ chỉ quan lớn, tiểu sinh là một kẻ học trò, hàm chú du đây đó. Kìa, tiểu sinh, tại sao lại ở đây? Mà mấy năm qua thi đỗ, sao các quan trong triều không thấy ngươi đâu? Dạ chỉ quan lớn, kẻ hậu sinh này tài chưa cao, trí chưa đủ lớn, kiến thức sơ sài, nhận thức cạn lông, được triều đình và đức vua cho đối trạng nguyên, nhưng tự thấy mình chưa xứng đáng nhận một chức quan theo ý chỉ, đành liều chết xin với đức vua cho phúc sinh tạm hoãn. Hậu sinh thiết nghĩ, sách thánh hiền mới dạy ta một nửa của cuộc đời, muốn vẹn phận bể tu cần học trong dân chúng. Đức vua chuẩn tống cho tôi xuống cục dân chúng, thăm thú đời sống của dân, học thêm phong tục của dân, khi đủ đầy kiến văn sẽ làm quan chưa muộn. Mừng cho triều đình, mừng cho chăm họ, sau này sẽ có một vị quan tốt để chăm dân. Nhưng tại sao lại ngăn ta bắt kẻ tội phạm này? Dạ trình quan lớn, có ân bất thường, có tội phải trừng. Trừng phạt một người thì chẳng khó khăn, nhưng để người đó hoàn lương thì muôn phần gian khó. Họ Lâm đây đã thấy ra điều đúng sai phải trái,
muốn được đền bù những thiệt hại của dân. Không được, triều đình đã có lệnh, phép nước ta thi hành. Hậu sinh không dám xin tha tội chết cho ông ta, nhưng kính mong thượng quan hãy lùi cho 3 tháng, đủ thời gian khai sông đắp lại con đê. Hiện giờ mùa lụt bão sắp về, thấy người khác tôi e không kịp. Kính mong thượng quan nghĩ đến dân là trên hết, nhưng còn lại chỉ của đức vua thì sao? Đây màn tâu sông, tiểu sinh xin dâng lên đức vua. Chặn đọc xong, đức vua cũng trông phê. Mặc không, tiểu sinh cùng với họ Lâm xin ban đầu về triều chịu tội. Thôi được, nể lời quan trạng, hình ta hẹn trong 3 tháng. Nếu như họ Lâm không làm gì có lợi cho dân thì chớ trách ta. Thương nhớ đầy vơi.
Thank you.
chàng nguyên ở đây, cho già này xin được có đôi lời bày tỏ. Dạ tiểu sinh xin lắng nghe. Con gái tôi đã một lần lầm lỡ chuyến đò dài, kiếp hồng nhan mà cam phần bạc, này được vũ tiên sinh để mắt, thì sau này xin đừng hát hồi với con tôi. Ê, phải rồi, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Chúng ông. Dạ thưa lão gia, kẻ hậu sinh này chưa nói đạo cùng ai, mấy tháng nay chắc lão gia đã rõ. Nếu lão gia chấp nhận kẻ hậu sinh này làm rể, thì xin được cái tóc xe tơ cùng với tiểu thư. Nếu được như vậy, có chết già này cũng cam lòng. Mà hôm nay đã là ngày hết hạn hứa với triều đình, già này sẽ phải bắt về chịu tội, nhẹ thì những tháng ngày cuối đời phải chống trong ngục tối, nặng thì phải chết chém trước pháp trường. Thời khắc đến con không còn lâu nữa, con hãy để cho cha được nói đôi lời. Ta nghe theo lời khuyên của vua Trạng Nguyên, ta đã đem ra đắp đê chống lụt và cứu giúp dân lành những tháng ngày qua. Nay không còn gì nữa, chỉ còn lại một tấm lòng thanh thản, hy vọng rằng sẽ rửa sạch được những vết nhơ mà ta đã gây ra cho khách quan cùng dòng họ. Thời đâu, vua con trai để sau này cũng được làm người lương thiện. Và chồng hầu xin nghe lời lão gia dạy bảo. Và khi nó lớn lên, ta nhờ vua Trạng Nguyên hãy nuôi dạy em vợ thay ta, hãy dạy em những điều tốt đẹp trong và ngoài kinh sách mà Trạng Nguyên đã học được ở đời. Ngoài một này cha chẳng còn gì, đừng trách cha con nhé. Còn chú Hầu, dạ, chú theo ta từ hồi thơ nhỏ mà đến nay cũng đứng tuổi cả rồi, chú ở lại với đời chung nỗi buồn vui cho làm chóng bớt cơn cực nhọc. Ta biết chú không ham tiền bạc, ta tặng chú câu chuyện của đời ta, chú hãy kể lại cho mọi người cùng nghe, để sau này bớt đi những việc làm bất nghĩa. Quan lớn nay đã thành người tử tế thật rồi. Sao hầu tuy không được ở bên quan lớn, tình buồn đã qua, ngày vui đã tới, sao đành ly biệt quan lớn ông. Nay phải cách xa coi
này phải về kinh triều tội. Họ Lâm tôi xin có lời chào các cụ lão hương thôn. Mong bà con ở lại, bà con ở lại được vạn sự bình an. Xin bà con đừng gọi tôi là quan lớn. Tôi không xứng đáng. Lão già ơi, con đê đã vươn tận chân trời, cỏ đã phủ một màu xanh trên thân đê ngời ngời, đồng lúa chín vàng sắp đến ngày thu hoạch. Dạ, đó là nhờ công lớn của lão già. Đó là nhờ công lớn của lão già. Không, đây không phải là công lao gì cả. Đây là những việc lẽ ra tôi phải làm trước lúc bà con gặp tai họa vỡ đê. Việc tôi làm hôm nay chỉ mong sao chuộc tội. Quan thượng thư bộ hình tới. Lòng tham không bỏ được thì sẽ trở thành lũ sâu mọt phá nước hại dân. Chấm đã giao họ Lâm trọng trấn một vùng, tưởng rằng sẽ mang tài năng đức độ để phụ dụ chúng dân, để trăm họ được yên vui no ấm. Nào ngờ họ Lâm lòng tham dấy động, bắt chúng dân lâm cảnh khốn cùng. Nay chấm giao bắt họ Lâm về triều trị tội, để làm gương cho trăm họ và cáo lỗi với chúng dân. Nhưng chỉ vì tấu sớ của Vũ Trạng Nguyên hoãn hình phạt cho họ Lâm có tháng ngày chuộc tội, thấy họ Lâm thực tâm hối cải, đã mang về lợi ích cho dân, nên chấm tha không bắt tội nhục hình. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Chấm tha không bắt tội nhục hình, nhưng dám xuống làm thường dân không thử. Tôi ơi bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảm ơn.